Em Nghĩa xin kính chào cô chú anh chị. Hiện tại em đang có mặt ở Cao Lãnh và hôm nay em xuống thăm một hoàn cảnh, một bà cụ rất là kỳ lạ. Bà sống trong một căn chòi và nhà của bà khá là nhiều đồ đạc. Bà đi lượm mấy cái dây chai vậy bà chất đầy luôn á. Để biết rõ là cuộc sống của bà sao thì bây giờ em xin mời cô chú anh chị vào bên trong nhà. Dạ con chào cô. Chào con. Dạ. Con là Nghĩa cô, thì cũng có bà con chia sẻ là biết là cuộc sống của cô khó khăn. Rồi bà con có chia sẻ con thì con cũng xuống, con ghi nhận để chia sẻ với Mạnh Hùng Quân á. Dạ. Cô là cô tên gì ha? Nguyễn Thị Huệ. Dạ. Cô Huệ nay nhiêu tuổi rồi? 68 rồi con. Dạ. Rồi cô sống ở đây với ai? Dạ, có mình ba mẹ chết hết rồi. Dạ. Có mình một thân. Dạ. Cô là quê ở Đồng Tháp luôn hả? Hồi đó là ở trên Campuchia. Dạ. Cũng như chạy giặc á. Dạ. Rồi về đây với sống với bà mẹ nuôi. Mẹ mình nuôi giờ bà chết rồi. Dạ. Ông bà chết hết rồi, giờ mới cô lập mình. Dạ. Rồi đi lượm này nọ, sống qua ngày. Dạ. Hồi xưa thì có bán số bị người ta giật hết trơn rồi, con vốn lưới không còn nữa. Dạ. Dạ rồi mà cô có anh em gì không? Dạ không, có một mình rồi con ơi. Dạ, là cô sống một mình là từ nhỏ lớn hả? Đúng rồi, chính xác luôn. Dạ. Bao bệnh hoạn hoài, con bị não, rồi bị tim, rồi tùm lum hết trơn. Con cũng gắng, cố gắng mà dựng lên, lấy chính mình. Dạ. Đó, vậy đó. Mà sao con thấy là ở đây là ba cái đồ đạc, dây chai, cô treo nhiều quá vậy? Biết sao không? Tại vì mấy người lái người ta vô mua đó. Dạ. Người ta nói quá sụt rồi cô Huệ, thôi để con đợi chừng nào lên giá rồi con vô con căn cho cô. Dạ. Nói chung vì rồi mấy đứa cháu nó cho hay vậy đó, bà không có nhiều tiền, rồi uống cho bà nữa. Dạ. Nó cho hay, cũng như tính hết tháng này nè, vô nó căn đó. Dạ. Căn được lấy tiền uống thuốc chứ không gì chưa con ơi. Dạ. Cậu nha con, cậu hai nha con. Cậu hai, có mẹ con nè cậu ơi. Để nó cũng như con của mình nè. Nó hiền khô à. Dạ. Mino. Quen nha con Mino. Ủa cái này là mẹ à, mẹ nuôi cũng như là chồm sớm là, gì cũng là như mẹ rồi. Dạ, đau ốm bệnh hoạn bà cũng hay hỏi thăm lắm. Dạ. Nào ngay bà cũng thương lắm. Dạ. Đó. Đi phê gì tối gì cũng biết là cơm nước rồi bà cho ăn hết trơn. Dạ. Dạ. Vậy thì nấu bằng củi. Dạ. Nhưng mà lúc mà con vô đây á là con tưởng cô là chủ dựa dây chai không á. Trời ơi trời ơi. Hỏi bà coi tôi lượm tôi phải nhị nhị không đó. Tôi có tiền đâu mua. Dạ. Cô nay nhiêu tuổi rồi cô? 74. À 74 dạ. Cô này thì 68 tuổi. Mẹ ơi con hiện nãy con thấy cậu đứng đó mà không biết ai. Rồi con xuống sau sao cậu biết con xuống sau. Hay con nhận. Ok. À, cô dẫn con đi tham quan vòng vòng nhà cô xíu. Đây. Dạ. Dạ. Còn mấy cái chai này ngâm nước là sao? Ngâm nước rồi cho nó xuất nước tương, nước mắm cho nó sạch người ta mới mua con ơi. Dạ. Cái sợ dơ người ta không có mua đâu. Dạ. Cực lắm mấy cái này nó cực lắm. Dạ. Ơi cô chú anh chị có thể thấy là từ ở ngoài mình bước vào bên trong nhà của cô lần lần là tưởng cô là một đại lý dây chai không à. Dạ, nhìn nè. Giống chủ dựa, giống chủ dựa quá ha. Dạ, ngày nào cô cũng đi lượm dây chai vậy hả? Đêm nào cũng đi chân và cũng như là coi phim với mẹ ha, rồi qua giải trí với mẹ rồi một giờ phim đi tới 5 giờ sáng gì. Dạ. Giờ đầu cái sáng rồi đi là 9, 10 giờ gì. Dạ. Vậy đó, không có ngày nào mở không hết trơn con ơi. Dạ. Rồi thấy người ta kêu giữa chén cũng đi giữa chén nữa. Dạ. Vậy đó, cũng như là ai kêu gì mặn đấy. Dạ. Quá trời dây chai luôn nè. Ừ, đó đó, nó đó. Nhưng mà có khi nào cô là chủ dựa dây chai không vậy? Dạ không, trời ơi, trời hỏi mẹ tôi coi chuyên gia luôn. Dạ. Ủa cô, là mấy cái đồ này là tự cô lượm hết hay lượm là bà không, hay là có ai cho nó không? Cũng như người ta cho nữa. Dạ. Ở chợ người ta thương người ta cho dữ lắm. Dạ. Cho cũng như cô bác mấy chị con mấy con cháu nó bán bia đó. Dạ. Để kêu lại cho giấy, cho đủ thứ hết trơn á. Dạ. Chứ hỏi con lượm bằng đêm rồi dựa đâu mua, cũng phải bắt buộc đem. Dạ. Gì đó, vậy thôi. Mà cô ơi, cả dây chai này là cô lượm được bao lâu rồi? Dạ, tháng mấy hả mẹ?
gom gom cho bán mới có tiền nhiều con ơi. Là sáng là 1 giờ là cô đi lượm một giờ về đi và tới sáng 5 giờ về. Dạ. Rồi cơm nước sao cô? Cơm nước thì tự nấu, tự khi ăn ăn ké bà mẹ. Làm gì không kịp ăn ké bà mẹ. Có phụ tiền mẹ không? Ba đưa ba bao chị lấy cái gì mua đồ ăn cho mẹ kìa. Hỏi mẹ có không? Vậy là có mẹ tốt quá rồi. Nói chung quê mình cũng biết chuyện, cũng phải mua bánh, mua này mua nọ cho bà ăn chứ xuất phát là không để mẹ mà để mà khổ đâu. Dạ. Cũng biết chuyện lắm. Dạ. Tiền còn dốt chứ biết chuyện. Dạ. Ủa vậy là đó giờ cô không có học hả? Dạ không. Ừ. Vậy là đó ở cái bà ở đây. Dạ. Cái bà ở đây là nó ở đâu chứ không ngỡ tâm nông gì cả nó. Dạ. Người Campuchia. Ừ. Bà xin em về đây bà nuôi. Dạ. Xin em về đây bà nuôi rồi à. Mẹ cũng có kể cho cháu nghe rồi. Bà thời gian là bắt đầu bà bỏ. Bà không đem vô hộp khẩu gì cho. À con hiểu rồi. Là cái ngày xưa là cô là từng được một người phụ nữ khác xin về nuôi. Nuôi rồi không đem vô sổ hộ khẩu. Rồi nuôi một thời gian rồi bỏ luôn. Là quăng ra ngoài cô này đi sống mình tới giờ. Dạ. Rồi không cha, không mẹ, không ông, bà gì hết. Rồi ở đây rồi người ta làm cái bờ kè. Rồi người ta đền bầu cho bà hết. Rồi bà rào, bà đi. Bà đi rồi bà bỏ nó. Bà bỏ nó rồi xóm ghiền này kia nọ ta thấy gì đó. Xong cái cất cho nó một cái tròi. Nó che mấy tấm gì nông gì nè. Trời mưa trời gió gì tối ngày hay chung trong đó ở. Rồi người ta thấy vậy ta cắt cho nó cái tròi đó. Vậy là cô là được sinh từ lúc mấy tuổi cô? À, lúc đó mới 12 tuổi à. 12 tuổi mà sinh về ở gì bánh quánh đập rồi mắng chữ rồi thấy tuổi quá mới đi. Đi thời gian rồi bây giờ cái ông anh nuôi mới bắt về nữa. Vì nữa rồi bà ở đi không có sao đâu, mẹ không có khó. Mà bà khó dữ lắm, con ơi, không phải dễ như người ta đâu. Rồi mới đầu mới cắt cái trò ở cái bên nhà bà đó, giờ bà chết rồi. Dạ. Đó, bà chết lâu rồi. Nhưng mà cái ngày xưa mà sao mà ba mẹ ruột của cô là... Bà đó là cô sanh ra rồi, là lúc là ở trên Campuchia là chạy giặc. Dạ. Chạy giặc, năm vua rồi. Rồi giặt gì tới lọt cái hồng ngự đó. Dạ. Rồi từ lúc mà cô về đây sống rồi có bao giờ mà cô mong ước tìm lại người thân không? Dạ, giờ không biết mặt luôn cái gì. Nhưng mà cô có hình dung được là cô ở đó là cô ở vùng nào không? Và mẹ cô và những cái kỷ niệm của cô á, hoặc là cái vùng đất mà nơi cô từng sống á, 12 tuổi thì con nghĩ biết, là... Nhưng mà nhưng chung quy là sắt lạc hết trơn rồi, không biết chỗ nào rồi, tại vì sửa đường với hai nữa rồi nó trang trí đường lỡ nhà cửa rồi không biết chỗ nào con ơi. Dạ. Nói chung quy là không biết gì giờ lớn như là đầu óc giờ đau quá không có nhớ gì chứ. Dạ. Con quay là tên toàn đất nước biết luôn á. Dạ. Bây giờ là cô Huệ là cho con xin đầy đủ tên của cô rồi anh chị em cô tên gì cô đọc thử đi. Dạ. Biết đâu tìm được. Dạ không có anh em có chỉ có một mình bà mẹ sinh ra rồi cũng như thất lạc chạy lạc mạnh ai lấy chạy đó chạy giặt vậy đó. Dạ. Hồi xưa là chạy giặt đó. Yeah. Bà bố Campuchia nó lấy đó hồi xưa đó. Yeah. Còn nhỏ đó mạnh ai nó chạy nó chung quy mạnh ai nó hồn ai nó giữ đó nói yeah. Chung quy là hồn ai nó giữ đó. Yeah. Xong rồi được ba mẹ nuôi nhận về đây nữa là đem về cho bà nuôi. Thôi cô dẫn con đi tham quan nhà con xíu à, cô sẽ dẫn em đi tham quan cái chòi của cô ở. Ủa cô ở trong chòi này lâu chưa? Nó lâu hả mẹ? 6-7 năm hay vậy? Lâu 8 năm, 9 năm giờ. 20-30 năm hay giờ quên rồi. 30 năm ở trong chòi hả cô hả? À, đó, ở đó cái chòi nằm đây nè. Dạ. Rồi cái thời gian đầu là cô nấu nướng thì sao? Thì cô nấu gỏi mày này. Dạ. Vô đi con. Dạ. Đó, vô đi con. Cái nhà vậy đó. Dạ. Hôm nó mưa nó ngập tới đây rồi nè, nó ngập tới đây rồi nè. Rồi dọn ba đồ thùng giấy để dành đựng ba quần áo với mùng mền nó xong rồi con. À. Đó, nhà vậy không đó. Dạ.
À, mình đi ra ngoài cô, tại vì ở trong thì cũng hơi tối đúng xíu. Rồi. À, con thấy à, con cô thấy cũng có gì? Thờ phụng thờ Phật rồi ha. Dạ, nó có đó, nó thờ ông bả đó. Dạ. Phật. Mẹ Quan Âm với Phật. Cô mà ăn cơm nước rồi chén bát rồi nguồn nước, cô sử dụng nguồn nước ở đâu? Ở dưới sông múc lên rồi mình đóng phèn. Đóng phèn rồi mình nấu cơm hả? Đóng phèn nấu cơm rồi khi mấy đứa cháu nó mua cho lóc nước suối đó. Dạ. Rồi để uống, uống mấy ngày nay cũng cũng hết rồi. Dạ. Bình thủy người ta cho bể rồi. Dạ. Rồi cái buồn buồn trồng mấy cây cho đỡ buồn. Dạ. Cô ở nhà đất là đất nhà của ai đất cô? Nhà của này là đất của hồi xưa là đất của cha mẹ. Dạ. Cha mẹ nuôi. Rồi ông bảo chúng quy hoạch rồi ông bảo chết rồi. Rồi mới ở đâu đâu đậu đậu của đất của nhà nước. Dạ. Rồi nhà nước mới thấy tội nghiệp để cho ở. Dạ. Đó. Cũng như là mình cũng trình báo thị trấn, nói giờ ba mẹ chết hết trơn rồi cô Huệ ở đây chừng nào cần á, lấy thì cô Huệ trả lại, cô Huệ che bên trời bên kia. Rồi thị trấn mới nói thôi giờ cô Huệ ở đi, không có cái gì đâu. Dạ. Rồi bắt đầu ở xong xuôi rồi tới bây giờ luôn đó. Đó, ba mẹ mất rồi bắt đầu đi lụm chai chai lụm này nọ, hồi xưa cũng bán giấy số nữa. Dạ. Bán giấy rồi nó chuẩn bị là giang hồ nó bấn giật bọn áp nó giật hết trơn vốn liếng thôi giờ xuất thân ra đi lượm ba gia trai sống qua ngày. Có bữa thì có bữa thì không, con hơi gầu lắm. Cô đi lượm gia trai ngày được nhiêu tiền? Cái bữa thì cô bán được 30 khi 20 bó, 30 có nào nó ngay nha. Đó, dần nhiều quá thì được 30, ít thì được, nào nó ngay 30. Nó nhiều cái đó giấy nó gãy ghề đó, đó mới sạn ra mưa mấy gài tính sạn ra chắc lên cho nó khô. Dạ. Mấy cái tấm này cô bác Hùng lại mua cho không đó. Dạ. Dột lên dột xuống, trời cái bữa hôm đó mưa thánh thiền con ơi, con cô mà ngồi mà chỉ nước mắt khóc không lấy hỏi vợ ngập rồi giờ biết sao giờ. Mưa là nước mưa, ngập mưa, lắm mưa lớn á thì cô sợ nhưng chứ mưa lâm cân cô không sợ, tại vì gì nó đâu có tràn tràn vô đâu. Ở bên đây nè nó tràn 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 vô, bữa đó ngồi khóc buông. Dạ. Đúng vậy trơn, sống qua ngày thôi con, như có đầu óc không được minh mẫn, đau hoài. Dạ. Hay thần kinh nó không được tốt nữa. Dạ, con cũng nghe chị đó nói là lúc này cô thì tính tình thì lúc này lúc kia, nhiều khi là do là không thần kinh không được thôi, bình thường. Dạ. Nói chung viên anh nào giống mổ cô nè, bị xe hàng đụng nè, tự lên thấy thấy lần mai không? Dạ thấy rồi. Đó lần mai nó từ trên này mà nó dài xuống này nè, đó bị cái hàng đụng tưởng là xém chết rồi, bị gắn đu đỏ cắn nè, đủ thứ chứ, hỏi mẹ coi gắn đu đỏ cắn. Yeah. Đi bán số vô đây nè, nằm đây nè, quất một cái rảnh thằng con bụng còn nẹo luôn. Sợ gắn không chết rồi, giờ nói thôi chứ gắn là sợ dữ dằn luôn con ơi. Yeah. Ai cũng nói có mạng lớn chân, không lẽ gắn đu đỏ rồi ta cắn ta chết đó, mà năm đó mới có 60 chứ 62, 61 thì xui gì đâu. Dạ. Đó, nãy giờ sạn thì cái nọ nó chắc lên, nó đẩy lên sợ mưa nó ướt. Dạ. Đó. À, cô Huệ ơi, hôm nay con xuống đây á, thì con cũng thay mặt sư cô bên hội từ thiện đi viện Thiền Võ Úc Châu á, tặng cho cô Huệ 500.000 mua gạo ăn nha. Dạ. Con gửi cô nè. Cảm ơn cậu nha. Dạ. Ước mơ được cái nhà lành nữa, móc mối cũng cho mấy chị em lượn sửa lợn nè. Vợ có chơi con ơi. Dạ. Vợ lấy thao hứng ở trong nhà, trong chủ mình không. Dạ. Nhưng mà cô Huệ đi lượm với chai đủ ăn không? Cũng sống qua ngày thì được. Dạ. Bữa có thì nhiều ăn, bữa có ít thì cũng như là chủ yếu là tiền thuốc. Dạ. Là tiền thuốc cho mình cũng khỏe, mình đi làm thôi. Dạ. Đó. Nói chung quyền gì đó. Dạ. Nhưng mà cô Huệ là từ ngày mà cô Huệ không còn ở quê hương xa rồi ba mẹ, có bao giờ mong muốn được tìm lại cội nguồn không? Giờ không biết đâu thì tìm thôi con, kệ đi tới đâu hay tới đó biết sao giờ con. Yeah. Mình cũng lớn tuổi rồi, biết ba mẹ còn không, hai ba mẹ mất con không biết nữa, thì làm hết hồn ấy. Bây giờ kệ con ơi, kệ sống tới đâu hay tới đó, nhờ trời Phật nuôi thôi, cái gì chứ. Dạ. Mạnh giỏi được rồi, yêu cầu mạnh giỏi được rồi con ơi, không chứ không chung quy là nó chứ chung quy là không có nghĩ gì hết trơn, chỉ nghĩ là tối ngày đi đụng cho chai về đốt nhang cho Phật với mẹ Quan Âm. Cái như thứ hai nữa lo chủ yếu cái đầu với tim đó, nó nghĩ đó. Dạ. Con hay gì đó con ơi.
Dạ cô Huệ giữ gìn sức khỏe nha, rồi dạ. Con xin phép cô về nha. Dạ. Rồi bữa nào có dịp cô xuống thăm cô nữa nha. Dạ. Dạ thì em nghĩ là xin phép là khép lại video tại đây, em chúc cô chú chị được nhiều sức khỏe. Cảm ơn mình Trùng Quân, cảm ơn cô bác trong nước ngoài nước. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm đó nha. Dạ. Rồi. Cô mừng lắm đó. Dạ con về nha. Dạ.